Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả cô chú anh chị, quý khán giả luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong là tất cả cô chú anh chị mình khi mà có xem video cũng vui lòng ủng hộ cho Hải một lượt like, lượt đăng ký cũng như là để lại bình luận ở bên dưới. Hải cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Dạ thì hôm nay là ngày 6 tháng 7 2024, ngày thứ bảy cuối tuần. Hải cũng xin kính chúc cho tất cả quý khán giả cô chú anh chị có một cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình cũng như là người thân của mình sau một tuần làm việc. Dạ thì mở đầu cho thông tin ngày hôm nay cũng là tiếp tục cập nhật những cái thông tin, những cái bài viết về ca sĩ Hồ Văn Cường cũng như là khán giả BFC luôn chia sẻ những cái dòng cảm xúc, sự lan tỏa của mình đến với nhiều group fan của Hồ Văn Cường, đặc biệt nhất đó là Hồ Văn Cường fan club ạ. Thì như cả nhà cũng được biết là hiện tại rất là nhiều cô chú anh chị vẫn còn đang cố gắng hết mình để mà thưởng thức cái bài hát Cũng Đành Ngó Lơ trên kênh YouTube Hồ Văn Cường Official. Sau hơn 10 ngày đăng tải đó thì cũng đến thời điểm này cũng đã nằm trong những cái bảng xếp hạng trending của âm nhạc phải nói trụ rất là lâu. Và trên cái tinh thần cùng nhau cố gắng hết mình, yêu thương lan tỏa và ủng hộ cho cái sản phẩm của Cường thì được rất là nhiều khán giả chia sẻ tích cực. Cụ thể như là hãy cũng thấy được một cái bài start của vị cô Thí Thị Lê đây ạ. À, buổi sáng chúc cho cả nhà nghe nhạc vui vẻ và mát mẻ nha. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình vào nhà của Cường nghe Cường hát để đạt triệu view là món quà tinh thần tặng cho Cường show 27 tháng 7 nha. Vẫn ở top 28, cả nhà mình cũng tích cực nha. View chậm quá. À, không chỉ cô Lê Thị Thúy ạ, mà ngay cả cô Hương Trương cũng chia sẻ những cái dòng cảm xúc của mình hãy thấy liên tục trong các group FC cũng như là Hồ Văn Cường fan club. Cụ thể thì cô cũng có chia sẻ đó là mong tất cả mọi người thương yêu con Cường thì nhớ tiếp tục cày view cho bài hát Cũng Đành Ngó Lơ để được triệu view nhé, xin cảm ơn nhiều lắm. Như vậy thì khán giả mình cũng nhìn thấy là đến thời điểm này vẫn còn đông cô chú anh chị khán giả vẫn cố gắng hết mình để mà thưởng thức cái bài nhạc hay như thế này Cũng Đành Ngó Lơ. À, lần đầu tiên tung ra trên kênh của Cường mà đến thời điểm này hơn 10 ngày vẫn còn trụ được trong cái top trending. Bây giờ hãy cũng xin cập nhật cho cả nhà mình luôn đến thời điểm này thì cái bài hát đang nằm ở top mấy nha cả nhà. Thì trên hình ảnh hãy bấm dừng màn hình nha cả nhà, tại vì cái bài hát này thì nói chung là né bản quyền ra một tí. Hiện tại thời điểm này là có hơn 9.300 cái lượt like, lượt thích của khán giả và vẫn đang nằm trong cái top 28 trending thịnh hành của âm nhạc YouTube. Và lượt view thì sau 12 ngày đăng tải hơn thì có khoảng hơn 644.000 lượt xem. Gần 650.000 mà hơn 12 ngày thì cả nhà mình phải cố gắng đẩy mạnh tiến độ hơn nữa đi. Bởi vì hiện tại đó cái lượt view nó lên mỗi ngày hay thấy nó rất là chậm như thế này thì để cái tới ngày 17 tháng 7 như là cái mong muốn ban đầu của cả nhà là để 17 tháng 7 cho cái bài hát này nó đạt triệu view đánh dấu một cái cột mốc. À, cái ngày mà Cường thể hiện cái bài Bà Năm mà đoạt giải quán quân Idol Kids 2016 đó. Có nhiều khán giả cũng muốn cố gắng hết mình để trước 17 tháng 7 nhưng mà chúng ta hãy cùng cố gắng và siết chặt tay và cố gắng mạnh hơn nữa nha cả nhà. Mấy ngày nay thì view lên rất là chậm. Cho nên hãy cũng mong cả nhà mình cùng vực dậy cái tinh thần, tiếp tục mạnh hơn nữa, cố gắng hơn nữa, chia sẻ nhiều nữa, lan tỏa. Ai có máy tính thì nhớ cài trên nhiều tab, nhiều cái trình duyệt để mà cho cái bài hát này nó nhanh nhanh được lọt được cái top triệu view cũng như là giữ được cái đề xuất trên YouTube cho nhiều người vẫn còn nhìn thấy. Tại vì mỗi ngày nó ra những cái bài nhạc mới đó cả nhà, thì cả nhà cũng biết là những cái bản mới nó sẽ đề xuất nhiều hơn. Tại vì những cái lượt view ban đầu, cái sự tò mò của những cái ca khúc, những cái MV mới á, là lượt view nó sẽ chiếm cái tỷ lệ là rất là cao trong những cái ngày đầu thì giữ đề xuất được nó lâu. Còn những cái bản mà đã phát hành ra lâu hơn rồi thì cái đề xuất nó sẽ bị giảm lại. Cho nên là mong khán giả mình có thể cố gắng chia sẻ lan tỏa để cái lượt view nó cao hơn tí cho nó giữ chân đề xuất được lâu hơn. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị ạ. À, 2 phần 3 của đoạn đường rồi. Gần thôi chứ chưa gọi là 2 phần chính xác nha, gần 2/3 thôi. Cả nhà mình cùng cố gắng mạnh hơn nữa đi, sẽ đạt được cái mong muốn của mình là triệu view. Và tiếp tục thì mấy ngày qua thì nhiều khán giả cũng chia sẻ về cái sự kiện Sky đó ở Hà Nội đó, cả nhà có đưa những cái hình ảnh mà có nhiều khán giả cũng dự đoán là phải Cường hay không. Những hình ảnh trước thì hãy thấy không có giống, nhưng mà đó xem ca sĩ nào xuất hiện
ngày 28 tháng 9 thì cái nhìn cái hình này thì chúng ta nhìn thấy nó chính xác hơn, đúng không cả nhà? Cái hình trước thì hãy có xem một cái tấm ảnh trước, hình như hãy thấy là nó không có giống, nhưng mà cái tấm này thì hãy nhìn thấy nó rất rất là giống, giống hoàn toàn, 99,9% không cả nhà. Đó thì mình chỉ đoán vậy thôi chứ mình không có đoán 100% nha, 99,9%. Cái hình ảnh này nè, thì thấy giống giống. Giờ mình chỉ chờ cái thông tin bán vé thôi ha cả nhà. Có nhiều cô chú anh chị khán giả cũng chia sẻ là mới có cái thông tin show diễn thôi, chưa có bán vé, mà khán giả đã đặt vé bay của Hà Nội rồi đó cả nhà, cũng cũng gọi là rất là sốt sắng và rất là tranh thủ. Rồi tiếp tục một cái phần quà được hé lộ đầu tiên mà Hải cũng muốn cập nhật để mà chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị mình. Đây là cái tình yêu thương của một vị khán giả có nick là Tupro Nguyễn, cô Huệ. Nhắc đến vị khán giả này thì cô chú anh chị mình cũng thấy là cô cũng thường chia sẻ những cái phần quà yêu mến, những cái phần quà rất là đẹp, có giá trị để mà thường dành tặng cho Cường trong những cái sự kiện. Thì sự kiện còn xa, còn tận tới hơn 20 ngày, nhưng mà hôm nay cô kìm nén không nổi cái cảm xúc, cũng chia sẻ cái tình thương của mình để mà lan tỏa cho cả nhà chúng ta được nhìn thấy những phần quà yêu mến mà cô Huệ dành tặng cho Cường trong cái bài status và cái hình ảnh mà cô chú anh chị mình đang xem. Cường ơi, cô Huệ có 4 bao lì xì để dành tặng 4 show diễn của con. Bao lì xì trước giờ chỉ có cô Huệ và bé Cường biết. Của ít lòng nhiều con nhỉ. Cả nhà mình ơi, cố gắng sắp xếp đu show của con Cường nhé. Ngày 27 tháng 7 tại sân khấu Trống Đồng thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 8 tại Mây Hà Nội. Và ngày 15 tháng 9 thì show với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường ở nhà hát Thanh Niên. Rồi tiếp tục là ngày 28 tháng 9 tại Skyline của Hà Nội, tức là 4 show liên tục mà bên Hồ Văn Cường Fanclub đã thông báo cụ thể. Cô Huệ chúc cho 4 show của con được thành công rực rỡ Cường nhé. Hẹn gặp lại con và gia đình xanh đọt chuối. Phía dưới là một cái hình ảnh của cái chiếc áo FC đó cả nhà, We Love Hồ Văn Cường. Chúng tôi yêu Hồ Văn Cường và 4 cái phong bì màu sắc rực rỡ khác nhau của hình những bông hoa, rồi hình của vườn chuối nữa cả nhà. Đó là 4 phần quà mà cô Huệ dành tặng cho Cường trong 4 cái show diễn tới được hé lộ đầu tiên trong cái sự kiện của tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Đây là món quà đầu tiên nha cả nhà. Một trong những khán giả nói riêng và rất nhiều khán giả nói chung ở khắp mọi nơi cũng đã và chuẩn bị cái tinh thần sức khỏe tốt nhất để mà đồng hành với Cường trong những cái sự kiện tới, cũng như là sẽ tiếp tục lan tỏa và chia sẻ những cái phần quà yêu thương đặc biệt của mình nữa để mà cùng nhau lan tỏa trên rất là nhiều group Hồ Văn Cường cho khán giả được nhìn thấy những cái món quà mà tình yêu thương của fan hâm mộ dành tặng cho idol, cho sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường trong những cái show diễn tới đó cả nhà. Hãy hôm nay cũng chỉ cập nhật cho cả nhà cái thông tin ngắn gọn như thế thôi. Cũng mong là tất cả cô chú anh chị mình sẽ cùng nhau cố gắng hơn nữa, đẩy thật là mạnh cái bài hát Cũng Đành Ngó Lơ để mà giúp cho cái bài này nó nhanh chóng lên top, đạt được triệu view thật là nhanh nha cả nhà. 644.000 thì hãy tin nếu cả nhà cùng cố gắng hơn nữa thì cái con số 1 triệu view chắc chắn sẽ trước ngày 17 tháng 7 thôi. Dạ hãy cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã dành thời gian để mà theo dõi video cũng như những cái livestream của Hải. Hải xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Mà nếu như cô chú anh chị mình ai có sử dụng mà TikTok đó cả nhà thì cả nhà làm ơn hãy vào trên TikTok gõ cái từ Phi Hải, tại vì Hải cũng có một cái kênh, một cái gian hàng mới vừa tạo ở trên đó. Mong là cô chú anh chị mình có thể follow để mà xem qua những cái sản phẩm rồi sau này có thể đánh giá giúp cho Hải. Hải chân thành cảm ơn. Hải cũng thường xuyên livestream vào buổi tối đó cả nhà. Cái khung giờ từ 7 cho đến 8 giờ là cái khung giờ Hải hay live để mà chia sẻ cũng như là quảng cáo cái sản phẩm giày dép mà Hải đang bán đó đến với tất cả cô chú anh chị mình. Cũng mong được cô chú anh chị mình có thể ủng hộ cho những cái buổi livestream được đông hơn. Hãy chân thành cảm ơn. Dạ hãy xin chào tạm biệt cả nhà nha. Kính chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe, có nhiều may mắn. Không quên, mong là cái bài hát của Cường là nhanh chóng được sự ủng hộ của cả nhà mà đạt triệu view thật là nhanh. Xin hẹn cả nhà ở một cái video sau ạ. Chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video. Bye bye cả nhà.